Tin buồn, anh Nguyễn Quốc Kỳ đã từ trần vào hồi 19 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2015. Trẻ con thơ, anh ra đi không để lại xu nào hả anh Kỳ ơi? Ôi anh Kỳ ơi, là anh Kỳ ơi. Tập thể lớp 9C vào cung viếng anh Nguyễn Quốc Kỳ và nơi ăn nghỉ cuối cùng.